Sầu riêng Monsanto. Đây là giống sầu riêng mới đang được trồng nhiều ở Việt Nam sau hai giống đã nổi tiếng và ta đã trồng thành công từ những năm qua, đó là giống Ly 6 và giống Thái Mông Thọt. Thì một cái giống thứ ba được chú ý chính là giống Monsanto, và đây là những cái giống sầu riêng Monsanto đang được bán tại cửa hàng Thế Giới Cây Giống trên quốc lộ 30 tại Cái Bè, Tiền Giang. Bây giờ ta xem qua cái sầu riêng này. Mà nhìn qua thì ta thấy cái sầu riêng này nó cao khoảng 70 cm, với cái phần bầu thì nó cao khoảng 25. Cái phần gốc, đây là gốc ghép, gốc dùng để ghép, và gốc này thì nó được 2 năm tuổi rồi và nó cao cũng khoảng 25 cm nữa. Và riêng cái phần chồi ghép thì chồi này đang phát triển và nó cao khoảng 20 cm. Như vậy là tổng thể của cây này thì nó vào khoảng 70 cm. Và giá của cây này thì hiện tại nó dao động tầm 180 triệu, 180.000 cho đến 220.000 một cây, tùy theo kích cỡ của gốc và tùy theo thời điểm. Thì đây là một giống đã được trồng nhiều nhưng mà hiện tại hiệu quả kinh tế thì chưa được kiểm chứng, bởi vì nó mới nhập vào Việt Nam vài năm gần đây. Và hiện tại ở Việt Nam thì chưa ai trồng có trái đối với giống Monsanto này cả. Vì vậy người trồng nên chú ý và cẩn thận khi lựa chọn giống sầu riêng này. Dĩ nhiên là theo giống sầu riêng này thì nó có thể thành công bất ngờ, đồng thời nó cũng có thể không thích hợp với điều kiện Việt Nam. Thì lúc đó nếu như trồng nhiều thì người trồng sẽ thất vọng. Cho nên trồng giống sầu riêng Monsanto thì phải nghiên cứu kỹ và chấp nhận mạo hiểm thì mới trồng được. Cây giống nhãn sụt. Đây là loại nhãn có xuất xứ từ miền Tây, và nó là loại nhãn có chất lượng ngon, mặc dù năng suất thì không quá cao. Ta xem qua, đây là cây nhãn ghép bằng phương pháp chu cầm. Nhãn ở Việt Nam có rất là nhiều loại, nhưng mà trong đó theo như đánh giá của nhiều người thì nhãn xuồng là loại ngon nhất và có trái to nhất. Đó là đặc điểm, cũng là ưu điểm lớn nhất của giống nhãn này. Mặc dù có ưu điểm như vậy nhưng mà nó vẫn có những cái khuyết điểm lớn, đó là dễ bị rụng trái và năng suất thì không cao, bởi vì cây nó thì mảnh khảnh chứ không có mạnh mẽ như những loại nhãn khác. Và đa số thì người ta trồng nhãn này vài cây trong nhà để ăn chơi, còn với những người trồng chuyên nghiệp thì người ta cần phải có kỹ thuật cao và phải có hiểu biết chuyên sâu về giống nhãn thì người ta mới trồng chuyên nghiệp được. Và mặc dù thay đổi qua nhiều loại giống, qua nhiều thời điểm, như trước đây thì có nhãn da bò, rồi đến nhãn Thái Y Đo, rồi những cái giống nhãn của miền Bắc như là nhãn Miền Thiết, nhưng mà qua thời gian thì nhãn sùng này vẫn được người ta lựa chọn, mặc dù nó có những cái ưu điểm lớn và những khuyết điểm thì cũng không phải nhỏ. Nhưng mà trồng cái vài cây nhãn sùng trong nhà để chơi thì điều đó cũng không có ảnh hưởng gì, và trái thì gần như không có loại nào to bằng nhãn sồn cả. Đây là loại na ít hạt và trái to, nó có ưu điểm hơn giống na Việt Nam rất nhiều. Và hiện tại thì na Thái cùng với na Đài Loan là hai loại được người ta trồng mới nhiều và hy vọng sẽ có kinh tế cao, nhưng mà số lượng trồng thì cũng chưa có nhiều bằng giống na Việt Nam ở những vùng đặc sản như là ở núi Bà. Nhưng mà na Việt Nam thì nó dễ hơn, trái nó nhiều hơn. Mặc dù vậy, chất lượng và độ lớn trái thì không thể bằng na Thái được. Và đây là cây na Thái được nhân giống bằng phương pháp ghép. Cái gốc là cây na ôm hạt, được ghép vào một cái cành na Thái dài khoảng 30 cm. Và bây giờ cái cành dài 30 cm này nó trở thành thân chính của cây, và đây là một cây hoàn thiện có thể mang đi trồng được rồi.